Rồi thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là một cái còi báo động ha. Thì cái còi này nó có dãy điện áp hoạt động á, là từ 5 cho đến 24V. Thì các bạn, cái điện áp các bạn nó càng lớn á, thì còi nó, cái âm thanh của nó sẽ càng to ha. Thì ở trên mạch này nó cũng có một sợi dây đưa ra các bạn để phân cực là âm hoặc dương. Rồi thì ở đây mình sẽ cấp nguồn cho cái còi và thử cái độ âm thanh của nó để các bạn xem ha. Ở đây mình sẽ sử dụng cái bộ nguồn này ha. Rồi thì cái con này đang hoạt động là 24V. Thì bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái điện áp của nó ra là cái điện áp cấp cho nó đi là khoảng 20 thôi. Đây mình sẽ điều chỉnh cái điện áp của nó là khoảng 20. Rồi thì mình cấp cho nó một cái dãy điện áp là 20V nha. Rồi thì ở trên đây nó sẽ có cái phím gọi là on off nè, các bạn phải bật lên thì nó sẽ xuất cái tín hiệu nguồn ra các bạn ha. Và ở trên đây nó sẽ đo được cái dòng bằng cái thiết bị đó tiêu tốn là bao nhiêu và công suất nè là bao nhiêu watt nè. Thôi, coi cái âm thanh của nó như nào. Rồi, sau khi mà điều chỉnh xong thì mình sẽ bật cái nguồn lên ha. Thì cái âm thanh, thì cái điện áp vào á càng lớn thì cái âm thanh cho cái còi thì nó càng to ha.